ta phải đâm vào tim của họ. Tôi không biết phải làm thế nào đây. Đội trưởng Huskova, xem ra chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác rồi. Đội trưởng Elena, con đã dính là nguyền ư? Tôi lại phải chiến đấu với cơn mưa lần nữa à? Trời mưa rồi,